Hướng dẫn sử dụng két sắt Ivy Bound các model dòng BL. Bước 1 là mở két sắt bằng chìa khóa. Bạn cắm chìa khóa chính vào, xoay sang phải. Sau đó dùng chìa khóa khẩn cấp ấn vào cái góc ở bên tay phải cho bật ra, cắm chìa vào. Sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ, rồi xoay tay cầm để mở két ra. Bước 2 là mình phải thay pin cho két sắt bằng cách là trượt cái lắp ra. Sau đó thay 4 viên pin ở đây. Nhớ là thay đúng chiều, cái chiều phẳng vào cái lò xo. Bước 3 là mình cài đặt vân tay và mã số mới cho két sắt bằng cách ấn nhả phím set bên trong cánh. Quay ra bảng điều khiển, các bạn nhập 78668. Ấn thăng. Sau đó các bạn chọn phím 2 để thêm vân tay. Cho vân tay vào. 1, 2, 3, 4. Khi đèn hiện chữ viết lên là mình đã thêm được vân tay. Kết lại có thể cài lên tới 30 vân tay. Tiếp tục bạn chọn số 2 tiếp. Tiếp tục cài vân tay ở ngón khác. Chữ viết hiện lên là mình đã cài vân tay thành công. Tiếp tục mình sẽ cài mật khẩu cho két sắt bằng cách chọn 1. Mình sẽ nhập password mới là 48. Ấn thăng. Đèn is nhấp nháy, mình nhập lại password cũ. Ấn thăng. Chữ is hiện lên là mình đã cài xong mật khẩu. Và nếu mình chọn số 3 là toàn bộ vân tay sẽ bị xóa hết, mình sẽ không chọn. Chọn 4 là cài đặt mật khẩu quản lý. Ví dụ là mình thay đổi bằng cách là ấn số 4. Sau đó mình đặt mật khẩu quản lý là 4 số 6. Đèn yết nhấp nháy, mình nhập lại. Như vậy mình đã cài xong mật khẩu quản lý. Bây giờ mình sẽ cài chế độ mở két bằng cách là chọn 5. Nếu mình chọn 1 là mình mở chế độ song song, còn chọn 2 là mình mở chế độ kết hợp. Mình sẽ chọn số 2 để chọn mở két vừa mật khẩu và vừa vân tay. Còn nếu bạn không muốn thì sẽ chọn 5 và chọn 1. Đấy là để mở chế độ độc lập. Nếu các bạn muốn thoát chương trình cài đặt ra thì chọn sao, thì lúc này nó sẽ thoát chương trình cài đặt ra và bạn rút chìa khóa ra, đóng vào, đóng két và mở thử bằng vân tay và mã số điện tử. Bây giờ mình sẽ quay trở bàn phím, mình sẽ mở thử cái mật khẩu vừa xong là 4 số 8. Ấn thăng. Đèn ít hiện lên là mình xoay tay cầm ở dưới là để mở cái sắt. Khóa lại. Tiếp theo mình sẽ thử mở két bằng dấu vân tay. Ít hiện lên là mình xoay tay cầm để mở két. Két sắt được trang bị hai bộ chìa khóa là hai chiếc bộ chìa khóa chính và hai bộ chìa khóa phụ. Các bạn phải để hai chìa khóa để ở bên ngoài két sắt. Thứ hai là các bạn phải thay pin định kỳ cho két sắt, nhớ thay pin tốt chất lượng để bo mạch được bền và ổn định. Cuối cùng, nếu bạn muốn xóa hết về cài đặt gốc thì bạn ấn phím set khoảng 3 giây đến 5 giây thì lúc này toàn bộ vân tay và mã số sẽ bị xóa hết. Lúc này thì vân tay nào cũng có thể mở được két sắt. Nếu các bạn muốn mở két sắt mà không dùng chìa khóa thì mình cắm vào, sau đó mình để mở sẵn ra, sau mình rút ra. Thì khi mình mở két sắt thì chỉ cần cho vân tay hoặc là mã số là mở được két luôn, mà không cần dùng đến chìa khóa. Cuối cùng là mình lắp lại cái lắp pin cho được chắc chắn. Trượt vào. Vậy là xong. Chúc các bạn sử dụng két sắt được bền và hiệu quả.